con tầm nó về rồi kìa. Thế liệu nó là ma hay là người? Mẹ sợ quá con ơi. Dạ, con là Tấm đây ạ. Con chào mẹ và em ạ. Miếng trâu cánh phượng này. Sao mà giống trâu tem của nàng Tấm thế? Cây thị to thế này mình lại có một quả nhỉ? Cao thế kia làm sao mình hái được nhỉ? Hay bây giờ mình gọi thị xem có hiểu ý mình không nhỉ? Thị ơi, thị rộng bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Ôi quả thị đó hiểu ý bà rồi này. Từ nay thị về nhà ở mấy bà nhé. Nhà vua ơi, con mà chơi đời tìm chân, nhìn chân đi. Ừ, để xem đã, đi. Quỳnh Như ở đây có quán nước này. Cho bà, cho cháu một chén đi nóng quá. Hai chú ăn xà lan đi, bà vừa làm xong dẻo lắm. Dạ vâng, cháu xin ạ. Hầu quá nào. Bà có trầu ngon lắm, các chú ăn trầu không? Ồ thế hả? Cảm ơn bà, cháu đang thèm đấy ạ. Chờ bà tí bà vào và lấy nhá. Trầu quán bà này rất ngon luôn. Vâng, cháu xin bà. Miếng trầu cánh phượng này. Ui, Hầu ơi, nhìn này. Trầu cánh phượng. Sao mà giống trầu tem của nàng Tấm thế? Xuân, có lúc này giống thế ạ. Bà ơi, cho cháu hỏi. Ai tem cái miếng trầu cánh phượng này đây ạ? Con gái bà tem đấy. Thế cháu để gặp con gái bà không ạ? Con gái bà đang ở nhà. Các chú ngồi xơi nước. Bà vào bà gọi. Nàng có đúng là nàng Tấm không? Dạ, thế đúng là nàng Tấm đây ạ. Ôi, thế sao bao lâu nàng không về cung mà sống ở nơi này? Tại vì bà có ơn cứu mạng thêm nên thêm muốn ở lại để chăm sóc bà. Ồ vậy à? Ba cảm ơn bà lão nhá. Ô con gái thì bỏ bà đi à? Dạ. Bà ơi, đến lúc con phải về cung rồi. Khi nào rảnh con sẽ về thăm bà. Sẽ nhớ con lắm đây. Con cũng sẽ rất nhớ bà. Thôi cháu xin phép bà đưa Tấm về cung ạ. Thôi, cháu đi. Thôi con đi đây. Thí Hồng Cảm ơi. Dạ. Lâu lắm rồi mẹ con mình có thể thế này nhỉ. Bà Cảm ơi. Sao lần này nhà vua đi du hành lâu thế nhở? Hay là có chuyện gì? Mẹ nghi lắm. Chắc chẳng có chuyện gì đâu mẹ. Mẹ cứ lo vừa vào vừa quẩn. Con cứ chủ quan. Con thấy đấy, con Tấm nó bao nhiêu lần biến mất rồi lại xuất hiện.
Mẹ chỉ sợ đâu nhà vua dẫn về một con tấm khác thôi. Có 10 con tấm con cũng chẳng sợ, tại vì có mẹ bảo vệ con rồi mà. Đúng rồi, con gái của mẹ. Nhà vua về cung. Nhà vua về cung. Nhà vua về cung. Ố, hình như mẹ nghe thấy nhà vua về cung rồi đấy. Đúng rồi đấy mẹ ơi. Nhà vua về cung. Dạ, thần thiếp xin chào hoàng thượng ạ. Sao hoàng thượng về sớm thế ạ? Ta đã còn hành trình vi hành, đi về sớm thôi. Tấm. Con tấm nó về rồi kìa. Thế liệu nó là ma hay là người? Mẹ sợ quá con ơi. Dạ, con là tấm đây ạ. Con chào mẹ và em ạ. Ôi tấm của mẹ, con đã trở về rồi đấy à. Ôi chị tấm. Thôi, hai mẹ con bà đừng giả tạo nữa. Cứ lo hỏi cung. Vào đâu đùa ấy. Lên, cút ra. Chạy cho nhanh. Ta còn tha, nó đừng sống.